Và em chào tất cả anh chị trong có group trong YouTube. Thì em là Nguyễn, thì hôm nay em làm cái video này để chút là giới thiệu bản thân. Thì hiện tại là em là Nguyễn, em đang họ tên thật thương em là Châu Chí Nguyễn, và em làm kênh này là kênh CCN Vlog, giống như là CCN Vlog nghĩa là Châu Chí Nguyễn. Thì những cái chuyện cái chữ cái đầu em sẽ lấy tên đó và cho nó kèm chữ vlog theo. Rồi hiện tại là em 18 tuổi và sống ở Trần Văn Thời, sống ở ấp Máy Áp Nhà Máy A, xã Khánh Hưng, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau nha. Em ở Cà Mau, cực Nam Tổ quốc à. Chích, yêu cầu chích trên bản đồ đó chữ Cà Mau để chữ Khánh Hưng vào là khó em cho nằm chỗ đó. Em mới nằm giữa, em nằm ở chàng chặn giữa Khánh Hưng á. Như từ chợ nhà máy xuống đây khoảng từ khoảng 2 cây số sẽ tới nhà em. Thì nhà em ở gần chợ nhà máy, nói chung là mỗi lần đăng, chứ còn là mỗi lần em đi đăng clip á là phải đi tới đằng chợ mới đăng được. Đào đi đào nè. Nói chung là hiện tại công việc của em á thì còn làm nhà báo, chưa có làm cái tiền đâu, như là còn ăn bám cha mẹ chứ làm cái tiền. Rồi còn đi học, ăn bám cha mẹ chưa có ra tiền. Thì hiện tại là em có học một cái như vậy là tự do tài chính. Thì em đang học chuyện dần dần những cái vấn đề đó sau này, để mà chúng giống như là chuẩn bị hành trang sau này bước ra ngoài á sẽ thuận tiện hơn. Cái ước mơ em đó là tự do tài chính và đạt được học. Em lại có hai cái mục đích, thứ nhất là học hết 12 sẽ đi du học hàng. Cái mục đích thứ hai, cái mục đích thứ nhất là tự do tài chính, và tự do phải tự do tài chính, mà tự do tài chính thì trong đó có nhiều cái tự do lắm. Tự do là cái tài chính, rồi tự do được nhiều cái thời gian, rồi đã mất công phải làm công ăn lương, rồi này nọ, do là nó muốn làm gì mình thích đó, không làm công ăn lương. Em có điểm nói hơi nhanh một tí nha, có gì em nói hơi nhanh ý, anh nhị nhỏ nhã cho em nhé. Ok nha. Rồi thì video cũng không dài không ngắn, nói chung là nói tới đâu tới đó. Rồi thì một ngày em sẽ ra ít nhất là, nhưng mà từ 5 video trở xuống, có khi là 1, có khi là 2, 3, 4 video, chứ là không đều 5-4 video. Tại vì em còn nhiều cái thời gian nữa cho là sắp đi học, nếu mà không nhầm thì là bữa nay là ngày mấy rồi ta? Bữa nay là thứ 5, ngày 23 tháng 8 mà 4 ngày nay em vô học, ok 4 ngày nay em vô học, tại em vô ngày học ngày 27. Ngày 27 học khoảng mấy ngày nữa, xong rồi học được khoảng 4-5 ngày rồi nghỉ Quốc Khánh 2 tháng 9 hết rồi. Được phải không ta? Em không biết là nghỉ 2 tháng 9 hay biết được tháng 9 hay là cái ngày gì nữa. Mà hỏi cái này nó nhầm cái gì nó lộn, sorry nha. Thì nghỉ lễ đó khoảng 3-4 ngày đó, xong học tiếp. Sẽ bắt đầu với công việc là học hành. Ngày hè thì em cũng làm nhiều kênh lắm. Kênh này chứ em làm 3 kênh chính. 3 kênh, nhưng mà một kênh em làm về game, hai kênh em làm về game, một kênh làm chủ đề vlog Việt Nam, một kênh em là bọn em là hai kênh chủ đề, một kênh game Việt Nam, một kênh game nước ngoài, một và một kênh vlog Việt Nam luôn, chứ là hai kênh nước ngoài, một kênh nước ngoài. Kênh nước ngoài thì em cũng làm ngày cũng đều đăng hai clip vậy đó, khi nào có đề xuất ra đề xuất chứ sao vậy. Chứ là mới bắt đầu làm á thì nó cực khổ, là cái chỗ là view ít có view lắm. Hầu như em, nếu mà em không nhầm thì em làm phải được một tuần nay ngày đăng hai clip thì chắc có khoảng chục clip rồi, hơn chục clip, nhưng mà không thấy view. Từ chắc có lẽ là chủ đề nó không theo chủ đề, tại vì em làm chủ đề game thì game nó phong phú lắm. Cũng như em có theo dõi cái kênh game của nước ngoài, thấy nó thầm game nằm là theo, cũng như là chạy theo cái chủ đề đó gì đó, nhưng như là cũng như là người thấy người ta làm cái gì mình làm em làm cái đó. Cách này thì có nhiều anh chị đã làm và thành công rất nhiều, em cũng làm theo. Nếu mà không nhầm, nếu mà em cũng làm trong cái group của thầy Hiếu, thì thầy Hiếu nói cái đó là dạng là té nước theo mưa, còn là đứng trên vai người khổng lồ, như đứa chạy theo người nổi tiếng á. Cũng như là mình đang đứng, người ta là trên khổng lồ, mình đứng như trang dung ở dưới núi á. Bây giờ mình lấy cái từ khóa người ta, lấy cái từ khóa khoảng độ khoảng cái từ khóa mà fan người ta tìm kiếm nhiều nhất á, xong mình chen vào đó thôi, mình làm gì người ta.
Rồi, đây là cái video mà giới thiệu bản thân của em. Thì em thì sở thích chỉ thích là một mạch trên mạng xã hội thôi. Nên là trên mạng xã hội về cách mà kiếm tiền thụ động. Em có khá là nhiều cách kiếm tiền thụ động nhưng mà cái điều là làm chưa thiếu hiệu quả thôi. Nên là bây giờ là tập tành làm chưa có hiệu quả. Mà hiệu quả thì cũng có đôi chút cũng có nhưng mà ít một ít thôi. Trong cái hiệu quả thì cũng còn có cái gì thất bại hoặc là thành công gì đó. Như là em đang trong giai đoạn là tìm hiểu. Và có lẽ là chắc hơi lâu mới có cái kết quả tốt. Nếu mà không nhầm, nếu mà chậm thì chắc, nhanh thì quá thì cũng không tốt. Thì em tưởng nếu mà không kiếm tiền thụ động thì có khá là nhiều cách. Nếu mà trên kiếm tiền trên RAM á, thì chơi game có tiền thì cái đó cách nó không có lâu dài. Nhưng mà em đang tìm cách mà ăn lâu dài cho nó. Nhưng bây giờ thì có ở Việt Nam mình thì có hai cái ứng dụng là Kawai và Vigo. Kawai Vigo. Kawai thì cũng có tiền nhưng mà tích cực đăng thì sẽ có tiền. Tích cực đăng video, sáng tạo nhiều nội dung vào. Đừng nên thì dạng là review up, giống như là lấy video người khác up lên á. Bây giờ cái Kawai giờ nó thắt chặt cái dụng chơi giờ rẻ lắm. Lên là ít khi mà lên trên coi lắm. Coi lên ít nhiều. Còn Vigo thì Lam. Lên Lam thì màu giống là 24 giờ sẽ lên Lam, nhưng mà Lam thì nó khó lên lắm. Video mà lượt nhiều xem lượt like nó lên. Em chơi Lam Vigo khoảng 3 ngày nay thì chả thấy lên Lam thế nào cả. đăng video giống video bình thường nhá. Thì em đang chỉ trang em chỉ đang thử là cái dạng là upload video người khác lên thôi để xem nó như thế nào, xong rồi mình tìm một cái đường nó thuận lợi tí rồi đăng lâu dài thì mình mới dám làm content. Như là mình thử thuốc trước kia, coi cái kiếm kinh nghiệm trước, xong mình có kinh nghiệm cái đà đó mình làm từ từ lên sẽ lên, cũng như là bắt từ dưới lên chứ phải bắt từ trên xuống, từ cái nhỏ chứ không phải làm từ lên vậy đó. Nhưng mà từ nhỏ lên lớn, từ phải từ lớn thành nhỏ nha, từ nhỏ lên lớn là cái cách mà em làm. Thì cách này thì cũng có nhiều người làm nhưng mà em cũng học á, cũng nhờ học hỏi người ta, cũng nhờ hạ cái tôi xuống học hỏi người ta chứ. Đừng nên hạ tôi mình to, đừng nên cái tôi của mình lớn quá thì không học hỏi được gì đâu. Hãy nên hạ tôi mình xuống và học hỏi người ta. Có khi là đừng nghĩ là mình hơn người ta, đừng nghĩ là mình hơn người ta chỗ nào, mà hãy xem mình là thua người ta một phần nào đó, không phải là mình giỏi toàn diện cả mọi người. Cũng như giống như là em lấy về trong lĩnh vực internet ha, thêm thụ động nha, cũng như là một người chưa biết gì cả, cũng như là một người em kiếm tiền YouTube nha, cũng như là một người trên một người kia kiếm một tháng YouTube khoảng 2.000 đô và người kia kiếm một YouTube khoảng 1.000 đô rồi, và cái anh 1.000 đô đó ảnh cứ nghĩ đủ sao mà thằng này nó kiếm nhiều đô quá vậy, phải 2.000 đô. Thì đó, thì bắt đầu cái anh 1.000 đô đó ảnh mới khinh cái anh 2.000 đô. Ý cái anh 2.000 đô đó ảnh mới khinh cái anh 1.000 đô, tại vì cái 1.000 đô là thầm thua anh ta 1.000 đô mà, nên là anh ta không quan tâm và anh ta khinh người lắm. Nhưng như dạng khinh người em chỉ thí dụ thôi nha, em chỉ thí dụ thôi, có đụng chạm gì xem lỗi trước. Thì như là thí dụ thôi, thì anh 1.000 đô đó ảnh mới hạ cái tôi mình xuống, ảnh hỏi anh 1.000 đô. Rồi anh mới hỏi anh 2.000 đô là anh làm cách nào mà để lên được 2.000 đô như thế. Có nhầm người thì người ta chỉ, còn nhầm người á thì người ta sẽ chỉ sạc lòng. Còn nhầm người ta không nói, không chỉ là chỉ qua lo, không muốn chỉ sâu sắc vậy đó, chỉ chắc có vậy thôi á. Rồi cái anh cũng như là giống thì rồi em thí dụ là đã nói trước nè, thí dụ anh 2.000 đô anh không chỉ đi, cái anh 1.000 đô anh mới tức, anh cố gắng làm nhiều, anh tự tìm hiểu và anh từ anh 1.000 đô anh lên 4.000 đô, 3.000 đô, 2.500 đô một tháng, hoặc là bằng anh 2.000 đô luôn cũng không chừng. Đó là cái hạ cái tôi xuống. Em chỉ thí dụ thì đơn giản lắm, nhưng là hạ cái tôi mình xuống thì sao hỏi được nhiều điều. Thì em đang hạ tôi mình xuống đây, giống như cái tôi em cao lắm. Cái là cứ nghĩ lúc đó giờ ra ngoài in khỉ, nghĩ là mình nhờ lúc đó em là YouTube,
Để chứ được nghĩ là mình giỏi người ta nhiều lắm, giỏi thì mỏi mặt luôn. Nhưng mà không có. Đi ra ngoài xem nhiều kênh khác nữa, người ta vẫn làm, vẫn là view bình thường. Nhưng mà mình tại sao mình làm mà không có view? Tại sao mình làm mà không có view, không có được sức nhiều người ta? Tại vì á, người ta đó, người ta có cái riêng cái sở, cái chợ thuyền riêng của người ta mà người ta làm lên, còn mình không có sở trường cả. Mình đã tìm hiểu, tìm hiểu trong người để cái gì. Thì có lẽ là cái clip này em làm này có lẽ là hơi bị chắc là khinh người, không khinh người. Clip này chứ tức là không, em làm không khinh người nha, em chỉ thí dụ thôi. Và nếu có đụng chạm anh chị nào trong group hoặc là trong YouTube thì em sẽ làm trước, em cho em xin phép xin lỗi trước nha. Có xem cứ xem cái đoạn này, còn xem đoạn đầu thì em nói cảm ơn thôi, đoạn sai mới nói nhiều về cái chỗ này. Cái lại có lẽ là em còn nhỏ nên là em nói cái lời nói em thì nó ít ai mà lắng nghe. Cái này là tự em đúc góp được, học từ người khác.